Giải vô địch tango thế giới 2019 kết thúc tại Buenos Aires hôm thứ Tư 21 tháng 8 bằng cuộc tranh tài giành giải nhất thể loại tango sân khấu. Đêm chung kết có 20 cặp vũ công tham gia. Để đến được vòng này, họ đã vượt qua hàng trăm cặp khác từ khắp nơi trên thế giới. Năm nay giải nhất thuộc về cặp vũ công Fernando Andres Rodriguez và Estefania Belen Gomez của nước chủ nhà Argentina. Tôi ngưỡng mộ tất cả vũ công tham gia cuộc thi vì đến đây có nghĩa là phải đầu tư rất nhiều tiền, tập luyện hàng giờ, tiền thuê phòng tập, mua trang phục, nhiều thứ khác. Ngoài ra còn phải tốn nhiều sức và có khi bị thương nữa. Thi tango nặng lắm. Tôi mê tango, nó khiến tôi cảm thấy hào hứng, vui vẻ, nên tôi tập thử. Tôi đi học, tôi thích quá. Người lúc nào cũng sảng khoái, và giờ tôi có mặt ở đây. Rodriguez và Gomez bắt đầu tập tango cách đây 4 năm. Ngay từ lúc đó, họ đã đặt mục tiêu giành chức vô địch này. Đêm chung kết tango sân khấu một ngày, hôm thứ Ba 20 tháng 8, cặp vũ công Maxim Gerasimov người Nga và Agustina Piago người Argentina đoạt giải nhất thể loại tango salon. Tango salon được xem là có ít động tác phức tạp hơn tango sân khấu. Rất khó giải thích tango có ý nghĩa như thế nào với tôi. Tôi cũng từng tập những điệu khác nhưng không có điệu nào cho tôi cảm giác giống như tango. Lần đầu tiên nhìn thấy tango, tôi muốn tập thử. Tôi đi học và xác định điệu này mới phù hợp với mình vì nó cho tôi nhiều cơ hội biến tấu. Tôi không biết làm sao diễn tả cảm giác sung sướng lúc này. Trước khi thi, chúng tôi cũng hy vọng chiến thắng nhưng chúng tôi nghĩ là khó. Giải vô địch tango năm 2019 thu hút hơn 700 cặp vũ công của 36 quốc gia. Giải này nằm trong liên hoan tango thế giới hàng năm của Argentina, gồm nhiều hoạt động khác như chiếu phim, hội thảo. Thủ đô Buenos Aires được xem là nơi ra đời của điệu nhảy đầy quyến rũ này. Theo lời người dân Argentina, tango có xuất xứ từ tầng lớp lao động của thành phố này vào khoảng cuối thế kỷ 19.